mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Và để tiếp theo chương trình thì xin mời các anh chị em chúng ta sẽ cùng được giao lưu và gặp gỡ với tiến sĩ Bùi Chân Phượng. Cô Bùi Chân Phượng thì nguyên là hiệu trưởng của trường Đại học Hoa Sen. Cô đã từng được tổng thống Pháp trao tặng huân chương quốc công hiệp sĩ Bắc hiệp sĩ năm 2012 và huân chương Bắc Đẩu Bộc Tinh bậc hiệp sĩ năm 2014 vì những đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa giáo dục. Xin mời cô lên sân khấu ạ. Và ngoài ra thì cô năm 2017 thì cô đã được tạp chí uy tín của Việt Nam bình chọn là một trong 20 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Và các anh chị em ạ, ngày hôm nay thì có lẽ nó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời của vũ trụ là cô sẽ chia sẻ với chúng ta về một chủ đề mà mình tin rằng không chỉ mình mà rất nhiều các anh chị em trong hội trường của chúng ta cực kỳ quan tâm tới chủ đề này, đó chính là sự tự do của phụ nữ Việt Nam thời hiện đại. Một tràng vỗ tay thật đầy nhiệt huyết để chào đón. Tôi xin góp ý ban tổ chức một chút xíu. Đây là một cái chia sẻ, một cái kinh nghiệm tôi mới học được tức thì, không phải tức thì, cách đây không lâu lắm. Tôi đi dạy cũng cả đời rồi, nhưng mà vừa rồi tôi đi dạy College de France thì tôi thấy là họ có một cái vật nhỏ xíu nhưng mà nó giúp ích rất nhiều cho người dạy. Họ để cái đồng hồ ngay trước mặt giáo sư. Ngay một đời đi dạy của tôi thấy đó là một sự giúp đỡ vô cùng hiệu quả. Thầy Trường là một người hết sức chuyên nghiệp. Thầy Trường đã vừa giảng các bạn một cái bài xuất sắc, không thể có chữ nào để khen được. Tôi cũng học được rất nhiều điều. Và thầy Trường không cần nhìn đồng hồ, không cần gì hết. Thực ra thầy Trường nói tròn kè một tiếng đồng hồ như vậy là cực giỏi. Không phải ai cũng làm được đâu. Nhưng mà phải giúp đỡ người thầy. Tức là để thì chính vì các bạn không để cho nên tôi buộc phải để cái điện thoại này để lâu lâu tôi bấm giờ tôi nhắc tôi chứ không có gì hết. Tại vì các bạn ban tổ chức bảo tôi là tôi có hai tiếng đồng hồ á, thì tôi nói một tiếng thôi và tôi để một tiếng để chúng ta cùng nói với nhau. Thì bởi vì các bạn hỏi tôi cái đề bài hôm nay á, không phải do tôi ra mà do các bạn ra, đúng quy luật của tôi và của cái nền, tức là vì cộng đồng. Tôi nói ở đây là vì cộng đồng và cái điều đó tôi được học từ thầy Trần Hà Nam. Người ta hay nói tôi là người sáng lập Hoa Sen, người sáng lập Hoa Sen là thầy Trần Hà Nam. Và lập bằng tiền bạc của thầy và bằng ý tưởng của thầy. Và cái ý tưởng mà tôi học được từ thầy Trần Hà Nam là gì? Là chúng ta đi dạy, chúng ta không dạy cái chúng ta biết mà chúng ta dạy cái xã hội cần. Có nghĩa là xã hội cần cái gì thì chúng ta phải đi học để biết cái đó để mà chia sẻ với xã hội, chứ phải chúng ta sẵn biết cái gì chúng ta cứ ào ào tuôn ra. Thì đó là điều mà thầy Trần Hà Nam đã dạy tôi và sau đó tôi đã áp dụng ở Hoa Sen. Một trong những cái lý do thành công của Hoa Sen là cái phương châm đó. Cái giờ đồng hồ thứ nhất của tôi đó, tôi chỉ xin nói hai chuyện này thôi mà tôi phải cố gắng nói ngắn. Bình thường là nói một chuyện trong một tiếng đồng hồ đã là một thách thức rồi. Nói một chuyện mà có hệ thống như là thị trường muốn và đúng là nó phải có hệ thống thì mới ích lợi được. Mà tôi là phải nhét hai chuyện. Tại sao? Tại vì qua những cái thu hoạch của các bạn, những cái kết quả ban đầu mà các bạn nói với nhau á, tôi đọc được á, thì tôi cảm thấy là cái tiếp nhận, cái hiểu của tôi, không biết tôi hiểu đúng không, không biết tôi nghe có thủng không, nhưng mà tôi nghe được á, là cái mà các bạn có cảm giác là nó cản trở cái sự tự do của các bạn nhất á, là truyền thống. Tức là các bạn muốn tự do, các bạn phải phủ định truyền thống, các bạn phải quên truyền thống, các bạn phải vượt qua truyền thống, các bạn phải làm trái truyền thống thì các bạn mới được tự do. Tôi nghe như thế. Và sáng cũng phải là thiếu nữ gì đâu. Nhưng mà chị ấy, tôi nói luôn là chị Nguyễn Thị Minh, chị để trên Facebook của chị một cái bài viết mà chị để công khai cho nên ai cũng đọc được. Thì tôi khuyên các bạn rất nên đọc nếu bạn quan tâm đến phụ nữ, đến giới, đến nữ quyền gì đó, các bạn nên đọc. Thì chị Nguyễn Thị Minh là một nhà nghiên cứu xuất sắc. Nhưng mà vì chị vừa viết một cái bài xuất sắc tôi mới được tiếp cận sáng nay qua Facebook. Nhưng mà chị vẫn ở trên cái giả định là chị có rất nhiều phát hiện mới trong cái bài đó rất hay. Chị vẫn giả định là cô Thúy Kiều là một người đã yêu trong một xã hội bị cấm yêu. Nhưng mà cái xã hội Việt Nam thời cô Thúy Kiều một xã hội cấm yêu đó thì tôi không đồng ý. Cho nên cái tôi chọn nói với các bạn ngày hôm nay là tình yêu. Bởi vì trong những điều mà các bạn cảm thấy các bạn mất tự do và truyền thống làm các bạn mất tự do đó,
thì có lẽ là tình yêu là cái mà người ta có cảm tưởng là truyền thống không cho người ta được tự do yêu. Chị Nguyễn Thị Minh là một chuyên gia đã khẳng định chắc nịch là cô Thúy Kiều là một người dám yêu trong một xã hội cấm yêu. Thì xin lỗi, xã hội truyền thống Việt Nam nó có thiệt sự cấm yêu không? Thì đó là điều tôi muốn nói với các bạn. Và điều thứ hai tôi cũng muốn nhét vô trong cái một tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà tôi có, là một vài nét chấm phá, một vài chuyện thôi về phụ nữ Việt Nam thời hiện đại. Tại tôi cũng còn sống mà, tôi cũng có một chút là phụ nữ Việt Nam thời hiện đại, tôi cũng biết chút đỉnh. Thì tôi nói bà giải ảo một chút về cái kêu bằng truyền thống. Một trong những cái cảm giác của tôi, một trong những sự giật mình của tôi khi tiếp xúc với cái Việt Nam mới sau năm 75 là một buổi dạy. Lúc đó tôi là trưởng bộ môn lịch sử Việt Nam của khoa sử Việt ở trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi phải làm công việc bình thường của người giảng viên là đi dự giờ sinh viên thực tập. Cái giờ dạy đó ở lớp 10, một trường phổ thông, 1 giờ trưa là cái giờ mà học sinh phổ thông ngủ hết. Nhất là cái thời mà mình còn đói ăn nữa. Thì tôi cũng có thói quen ngủ trưa, nhưng mà tôi mệt, tôi cũng lơ mơ một chút. Thì bạn giáo sinh ở trên bục giảng á, bạn nói một câu tôi giật mình tỉnh ngủ và tỉnh ngủ tới bây giờ luôn. Tức là bạn ấy nói, thì bạn ấy cũng nói theo sách giáo khoa thôi. Mặc dù khi tôi ở nhà trường tôi đã nhắc các bạn là học sinh phổ thông cấp 3 nó xóa một chữ lâu rồi. Cho nên nếu các bạn về các bạn nói y như sách giáo khoa thì cô biết tại sao nó phải nghe các bạn. Nhưng mà bạn ấy cũng nói y như sách giáo khoa tại vì quy ước nó là như thế. Cho nên dân tộc Việt Nam có 4 truyền thống, một là, hai là, ba là. Một là không nói ai cũng biết hết, vì các bạn bị nhồi cái đó vô đầu gần nửa thế kỷ rồi. Và có khi xa hơn nữa là dân tộc Việt Nam có truyền thống anh hùng yêu nước chống ngoại xâm gì đó, đúng không? Nội ăn tô phở ở Sài Gòn với ăn tô phở ở Hà Nội nó khác nhau rồi, thì có mấy truyền thống ăn phở. Cho nên là mọi bạn ăn phở cũng là một truyền thống vậy. Vậy thì tại sao chỉ có 4 truyền thống? Cho nên cái tôi muốn nói trước khi các bạn nói để người ta nhét cái đầu mình là truyền thống phụ nữ Việt Nam là đoan trang phì lụy tam tòng tứ đức của nơi gì đó, hay là tám chỉ vàng hay gì đó, thì thay vì để ta nhét cái đầu mình chuyện đó, các bạn tự hỏi truyền thống là gì. Truyền thống là cái đã xảy ra trong quá khứ. Vậy thì quá khứ là gì? Nếu các bạn hình dung thời gian như một mũi tên, người ta quen hình dung thời gian như một mũi tên, nếu cái đầu mũi tên nó ở đằng đây thì tôi ở giữa, tôi là hiện tại, đằng này là tương lai, ở đây là quá khứ, đúng không ạ? Thì tôi chỉ đề nghị các bạn là dựng đứng cái mũi tên nó lên thì các bạn hình dung một cái cây. Thì cái cây này nếu tôi để ở bên trái của nó tất cả những cái gì mà các bạn hay học ở nhà trường, tức là các sự kiện chính trị, mà không phải chỉ có Việt Nam đâu, các nước trên thế giới người ta đều dạy sự kiểu như thế, tức là Ngô Đình Lê, Lý Trần, Lê Nguyễn, các triều đại, lịch sử các triều đại và lịch sử các cuộc chiến tranh, đúng không? Nếu tôi để bên phải tất cả những gì thuộc về tín ngưỡng, niềm tin, giá trị thì tôi có cái gì đó đại loại như thế này. Thì trên cái cây đại loại như thế này, thực ra những điều này các bạn biết hết rồi. Ở đây có một vài lỗi chính tả mà tôi chỉ bị sửa. Độc tôn đóng nho nha, độc tôn có nghĩa là độc nhất, duy nhất, độc quyền nó cũng như độc đảng đó. Thì độc tôn đóng nho thì tôi khoan em, cái để em khoan giùm tôi, em tắt, em lùi lại một bước. Thì như vậy á, các bạn nhìn trên cái cây này các bạn sẽ thấy là cái độc tôn đóng nho đó, đóng nho chính là cái hệ tư tưởng mà nó nhét vô đầu các bạn những chuyện là trai năm thê bảy thiếp, gái chứng duyên một chồng. Nó nhét vô đầu các bạn cái chuyện là trinh tiết, chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Nó nhét vô đầu các bạn cái chuyện đủ thứ, tam tòng tứ đức gì đó. Thì cái đó là tống nho đó. Tất nhiên tống nho nó còn có cái khác nữa, mà nó còn có nhiều cái hay ở trong nho giáo. Tôi không bao giờ muốn nói là nho giáo là liền hết. Nho giáo có nhiều điều quý giá mà bây giờ chúng ta làm mất rồi, và mất rồi là đáng tiếc. Rồi nên hồi phục nó lại. Nhưng nho giáo có hai điều. Ít nhất là theo quan điểm cá nhân tôi là vĩnh viễn không nên hồi phục, mà nên đào sâu chôn chặt nó đi. Hai điều vĩnh viễn không nên hồi phục của nho giáo là gì? Tôi nói liền. Một là tôn ti trật tự. Xã hội thời ông Khổng Tử là xã hội thời loạn, cho nên ông nói là muốn yên trị thì phải trật tự. Cái đó có thể đồng ý ha? Nhưng mà trật tự là gì thì tới chỗ đó là không đồng ý. Ông nói trật tự là phải có trên có dưới, là không bình đẳng rồi. Thì như vậy không ổn. Thì cái sai, thì ít nhất là cái không phù hợp với thời hiện đại của ông Khổng Tử. Thứ nhất,
là tôn ti trật tự, tức là phải có trên có dưới. Mà một khi người ta nói phải có trên có dưới đó thì đương nhiên là sẽ nam trên nữ dưới, nam tôn nữ ti, đúng không? Thế cho nên là cái tôn ti đó là không ổn. Và cái thứ hai là hệ quả của cái tôn ti đó là cái thứ hai là phục cổ, có nghĩa là xưa tốt hơn nay. Nho giáo tay cái đó của Nho giáo tôi cho là sai. Nhưng cái tôi muốn nhắc các bạn đó là cái độc tôn đống Nho đó nó chiếm 4 thế kỷ thôi, trong hơn 2.000 năm viết được rõ ràng của lịch sử Việt Nam. Tất nhiên lịch sử Việt Nam dài hơn 2.000 năm, cho đến giữa thế kỷ 19 là khoảng hơn 4 thế kỷ đi, cho là tính già ra là 4 thế kỷ rưỡi. Bây giờ ảnh hưởng phương Tây, chúng ta mới được thầy Nguyễn Văn Hương nhắc lại ngày hôm qua là ảnh hưởng phương Tây vào Việt Nam thực ra là nó từ thế kỷ 16. Nhưng mà nói gần chết mình sợ mất gốc, đúng không? Mình sợ mất gốc. Mà mỗi lần nói bình đẳng, tự do, nhân quyền, công lý mà mình cho là đó là giá trị của phương Tây, đó là mình cho lạ thôi ha. Thì mình sợ quá, mình e rằng không phù hợp bởi vì chúng ta là gốc cách Á Đông với của nợ gì đó ha. Thì và mình nghe nó hơi hơi có mùi gián điệp. Tại sao kỳ cục mình? Tôi chỉ muốn nói là tôi là người lịch sử, tôi biết sự kiện, tôi biết thời gian. Và tôi từ sự kiện, từ thời gian mà tôi rút ra cái nhận thức của mình. Vậy thì từ sự kiện, từ thời gian tôi thấy thời gian nó ngang ngửa ngang nhau. Mà trong những điều, nhưng mà người phương Tây họ có một cái giỏi hơn chúng ta chỗ này nè, là cái sự tò mò của họ vô biên. Cho nên họ biết, hiểu được văn hóa Hy La rồi, Hy Lạp La Mã đó là của họ. Họ hiểu một chút Hồi giáo, họ đi tìm hiểu Trung Hoa, họ đi tìm hiểu Ấn Độ. Cả đời rồi, họ nói, ủa mà còn cái ở giữa là cái gì? Thì họ rất ngắn người tôi nói thời gian là toàn thế giới đó. Thì khi mà chúng ta từ du một hái lượng chúng ta chuyển sang nông nghiệp, tức là ngồi một chỗ định canh định cư đó, thì thường thường đó là thời điểm bắt đầu của nam tôn nữ ti, tức con cháu. Mà muốn để lại cho con cháu thì cái thằng đàn ông đó nó phải biết nó để lại cho con ruột của nó chứ không phải con của người ta. Cho nên là người đàn bà phải chính duyên một chồng, chính là vì như thế. Và cái đó nó đông tây đều như thế chứ không phải chỉ có Á Đông, nó đông tây đều như thế. Thì các người nghiên cứu lịch sử đều thấy đông Nam Á có một cái là nó trồng lúa, lúa mà làm ra cái gạo chúng ta ăn hàng ngày đó, mà trồng cái cây lúa gạo đó đó, dù là lúa nương, lúa rẫy hay là lúa ruộng nước, trồng toàn là phụ nữ. Thì trồng lúa nó không cho phép gạt lao động nữ ra ngoài lao động sản xuất, và kể cả lao động trẻ em nữa. Cho nên khi người ta làm ra cái ăn hàng ngày thì người ta không thể bị coi như nơ ba được, coi như con số không được. Thành ra tôi cơm thì còn không có quyền coi thường đàn bà. Vậy thì đó là cái một trong những lý do, tất nhiên có nhiều lý do. Một cái điều tôi muốn nói, tại vì một trong câu hỏi các bạn có đưa ra trong quá trình thảo luận trước đó các bạn là mẫu hệ là gì, nó chiếm vai trò gì ở Việt Nam, thì nó có cái gốc rễ như thế. Nhưng cũng lưu ý là mẫu hệ không có nghĩa là người đàn bà có quyền nha. Là và quyền lực thực sự nó thuộc về, người ta hay gọi là quyền ông cậu đó, tức là anh hay em trai của mẹ. Thực sự quyền lực vẫn là người đàn ông nắm, chứ mà người đàn ông bên nhà mẹ. Nhưng người phụ nữ có vai trò quan trọng này, tức là người ta luôn luôn thừa nhận cái sự quan trọng của sanh nở. Thị trường nói đúng, ở đời gì có ăn là đẻ, đúng không? Thì đẻ thì ai đẻ? Đàn bà mới đẻ được nhưng có nghĩa là gì? Là con vua nói với Âu Cơ, ta là nòi rồng đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên sống ở trên đất, khác nhau rất khác. Ông còn nhấn thêm là tuy khí âm dương hợp đạo hồi sinh ra con, cho nên người nữ Việt Nam nhìn người nam Việt Nam đó là chúng ta phải âm dương kết hợp với sinh ra con. Tuy là đàn bà đẻ nhưng mà một mình có đẻ được không? Thì cho nên tức là ai quen sống làm sao thì cứ sống vậy, không ai áp đặt cho ai cái lối sống của mình. Là thực ra đó, cái chuyện á là mọi dân tộc đều sinh ra từ những sự kết hợp là chuyện của tất cả mọi dân tộc trên thế gian này. Không có dân tộc nào là thuần chủng hết. Mỗi lần một dân tộc nào nổi cơn điên lên mà đi tìm sự thuần chủng á, thì một là họ gặp Hitler, hai là thọc ngược, gặp Pol Pot, không có nào dễ thương hết. Cho nên là tốt hơn đừng gặp. Mà muốn đừng gặp thì đừng đi tìm sự thuần chủng. Dân tộc nào cũng năm cha ba mẹ hết. Nhưng một lần nữa như thầy Trường nói là vũ trụ hay tôi không biết là cái gì, nhưng mà Việt Nam
có một điều là ngay trong truyền thuyết sinh thành của mình là nhắc rằng dân tộc hình thành từ sự gom lại, ghép lại của hai ba thứ khác nhau. Hai nó đã là nhiều rồi, đó, thì cũng nhiều thứ khác nhau. Nhưng nó là con, thì Việt Nam có một cái gia tài vô giá là cái đó. Rồi, bây giờ tình yêu. Thì đây là tôi để cho các bạn, để các bạn tự do tìm hiểu. Những cái slide này đều sẵn sàng tôi chia sẻ cho các bạn, tất cả ai mà muốn. Chỉ có một yêu cầu là các bạn vui lòng đừng có liệt nó lên Facebook. Các bạn tôn trọng bản quyền của tôi, các bạn dùng để nghiên cứu cá nhân thôi. Thì có rất nhiều cuốn sách, một lần nữa là nhờ chữ quốc ngữ, cho nên người ta mới làm những cái tuyển tập này, người ta chép lại những cái điều mà trước đó chỉ truyền khẩu mà thôi. Vậy thì thực ra trước cái này đã có những nhà nho họ chép lại bằng chữ nôm rồi, nhưng mà đây là những cái sưu tầm của từ thế kỷ 20. Đây là những cái tuyển tập mà nghiêm túc về cái quốc ngữ. Tại cũng có những tuyển tập giỡn nha, ở đời cái gì cũng có fake hết ạ. Thì tôi đã từng mua những cái cuốn gọi bằng tuyển tập ca dao họ về gì đó về thế toàn chính trị lúc đó không. Thì cái đó là ca dao giỡn. Cái hay của ổng là vậy nè, một lần nữa ổng mới cập nhật. Cái hay của ổng là ổng nói một điều mà ai cũng phải thấy là đúng hết á. Ổng nói rằng từ xưa tới nay người ta sử dụng ca dao rất là nhiều để người ta nói về lịch sử Việt Nam, nói về văn hóa Việt Nam, nói về truyền thống Việt Nam. Tại vì đúng rồi, muốn biết truyền thống là gì thì phải hỏi là ngày xưa người ta thống dùng những cái gì chứ. Ca dao, tục ngữ là cái ta đời nói hàng ngày mà người ta rất hay trích dẫn, đúng không? Con có cha đi nhà có nóc rồi này nọ, ta trích dẫn rất nhiều thứ. Vậy thì và ca dao là cái ta dùng để hát trong rất nhiều tình huống khác nhau mới nói mới gọi là ca dao. Thì vậy mà tại sao vậy? Tại vì vậy nó mới dễ nhớ. Cái thời mình không có chịu viết thì vậy mới nhớ được. Thì cho nên á là người ta rất hay dùng ca dao tục ngữ để nghiên cứu phong tục tập quán văn hóa gì đó. Nhưng ông Phạm Việt Long còn phê phán đúng là thường người ta dùng nó theo kiểu là để minh họa cái ý của mình. Tức là mình định nói gì đó thì mình lấy một câu ca dao theo ý của mình nặng mình nói cái đó. Thì thường là như vậy, mà như vậy không phải là chứng minh. Thành ra là ông Phạm Việt Long là người đầu tiên làm một công việc như thế này, là ông tạo ra một phần mềm. Tôi không biết có nhờ con ông giúp ông dùng hay không, nhưng mà ít nhất là ông tạo ra một phần mềm để ông thống kê là từ những cái tuyển tập này nè, những tuyển tập nghiêm túc này nè, ông thống kê ra, ông lượm ra có bao nhiêu câu ca dao nói về quan hệ vợ chồng, bao nhiêu câu ca dao nói về chữ hiếu, bao nhiêu câu ca dao nói về này kia vậy đó. Rồi trong tổng số bao nhiêu câu ca dao đó thì bao nhiêu câu, thí dụ như một cái chuyện là vợ theo chồng, thì ổng hiểu rằng là mình hay hiểu rằng là vợ theo chồng là truyền thống, đúng không? Đi đâu cho tiếp theo cùng rồi này kia, mình đã muốn dẫn câu nào thì nó có câu đó. Nhưng mà ổng làm cái việc đó là ổng lượm ra là chỗ nào thì ca dao nó vợ theo chồng, mà chỗ nào thì ca dao nó chồng theo vợ, và chỗ nào thì vợ chồng theo nhau. Và ổng đếm nó ra, ổng định lượng nó ra. Đó, cho nên là trong những cái slide này tôi có để cái reference, cái link mà các bạn có thể mở ra đọc cái bài của ông Phạm Việt Long ở trên mạng nha. Rồi, tiếp. Ổng đếm, đó, thì rồi đây chỉ là ví dụ thôi, các bạn qua đi. Bây giờ, ca dao nói cái gì về tình yêu? Để cô ca dao nói tình yêu. Và cái này không phải chỉ là số lượng như ông Phạm Việt Long nói, mà là chất lượng. Nếu mà không yêu nhiều, yêu hay, yêu nồng nàn, yêu thấm thiết thì đâu có làm được những cái câu hay như vậy. Đó. Là thương hỡi thương ơi, năm bảy gương trường anh ấy không sợ, dẫu súng hai nòng vì duyên vợ, vì duyên nợ cũng lăn vô mà. Rồi bây giờ, đó là chàng trai, bây giờ cô gái nè. Thương chàng trầu hết lá lương, cao hết nửa vườn mà cha mẹ chưa hay. Trầu lá lương là trầu già đó, tức là mình hái không kịp nó già đó. Thì hết nửa, bởi vì nó thương cho nên là nó lơ đãng, nó hái trầu không có tử tế. Thành ra là mới là hết trầu hết lá lương, cao hết nửa vườn mà cha mẹ còn chưa hay. Nhưng mà dẫu mà cha mẹ có hay thì nhất đánh gì đầy hai lẻ mà thôi. Nhưng mà gương vàng để đó anh ơi, có thua gì cái chàng trai dẫu súng hai nòng anh cũng lăn vô đâu. Thì cô gái là gương vàng để đó nơi chết thời chịu chết liều đôi cũng liều mà. Đó thì yêu là vậy đó. Rồi còn nữa nhiều nữa, tiếp đi. Rồi thôi mình bỏ đi qua đi ha, các bạn về nhà tự đọc đi ha. Bây giờ yêu mà bất chấp dư luận thường tình, cái kia là yêu cho là trai gái hợp nhau yêu nhau đi. Còn cái này là những cái tình yêu nó hơi trái bình thường một chút, nhưng mà người ta vẫn yêu.
thì mình nói với ta mình hãy còn so. Tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện có thật á, là Thảo có học mà trong đó phải dịch rất nhiều những bài tham luận của các diễn giả viết bằng tiếng Việt thêm tiếng Anh ra tiếng Pháp cho người ta. Thì các giao toàn ta với mình với ta mà không biết chỗ nào ta là nam ta là nữ không biết hết thì làm sao mà mình dịch nổi. Với ta mình hãy còn son, câu nó hay lắm. Còn son là không phải chẳng những chưa có chồng mà chưa ai đụng tới nữa. Còn trinh mà còn son, mình nói với ta mình hãy còn son, nhưng mà ta đi qua ngõ thấy con mình bò. Vậy thì không cần biết nha, một lần nữa là không cần biết thấy con mình bò nha. Hay là mình đã bị người ta lạm dụng tình dục, hay là mình đã bị người ta hiếp giữa đường, hay là gì, không cần biết, chỉ biết là mình đã có con. Vậy thì con mình những đất cùng tro, là mẹ đơn thân nó khổ lắm, cho nên là con mình những đất cùng tro. Vậy thì ta yêu là ta làm sao? Ta đi gánh nước tắm cho con mình, mà tắm rồi còn ngắm nghía đứa con, còn thấy con mình vừa đẹp vừa xinh, một nửa giống mình mà một nửa giống ta. Tại vì tỏ tình như vậy là làm yên lòng người mẹ đơn thân, là yên tâm đi em, anh yêu em nhưng anh cũng sẽ thương cả con em như thể nó là con anh vậy. Thì hứa vậy mới chinh phục được trái tim người đẹp chứ, tại vì người ta đã có con mà. Đó, chị thì yêu là như vậy đó. Ruột cũng ngăn cấm, cũng nói rằng là diệt dục để diệt khổ, mà trong dục thì mọi thứ dục là không có gì bằng tình dục, đúng không? Cho nên là Phật cũng cấm. Nhưng mà tôi nghiêng tai tôi hỏi nhỏ ông Phật rằng trai thanh lấy ngắn có chồng được không? Hỏi ai hỏi thì hỏi ông Phật. Có nghĩa là người ta thách thức mọi thứ quyền lực, mọi thứ ý thức hệ mà nó cấm yêu. Tại vì yêu là chuyện thuận tự nhiên quá, thì sao cấm được? Đó thì đại khái như vậy. Và người Việt Nam hiểu cái đó lâu rồi, lâu lắm rồi. Rồi tiếp. Cùng là cái vô, vì người Nga nó cổ nết Nga kiểu gì? Cổ giữa đường gặp bao nhiêu tiên, khi mà cổ bị cướp, nếu có quan Duyên Tiên thì cô bị cướp hiếp rồi. Cho nên là Duyên Tiên cứu cổ, cũng ta cũng mang ơn. Thì đầu tiên là cô mời anh Duyên Tiên là thôi, mời anh về nhà của Duyên Tiên, anh mẹ thiết tạ ơn. Thì Duyên Tiên ấy, Dân Đi Trâm, ông kêu lùi lại. Thì Nguyệt Nga khi ấy càng thình nết na, tức là càng rất mực là nết na. Tức là ông được chịu khen là cô này cũng nết na lắm nè. Nết na là cô làm gì? Cô nói, Dân Trâm chàng đã làm ngơ, thiếp xin dâng một bài thơ tạ từ. Tức là không chỉ cô đẹp mà cô còn giỏi nữa, cô còn làm thơ hay nữa, cô có tạ. Vậy thì cô dâng một bài thơ tạ từ. Ông Duyên Tiên, ông Duyên Tiên quay lại rằng ừ. Vậy ông có nói gì đâu, ông ừ. Rồi còn làm thơ thì kiếp trừ trừ chớ đâu, cứ làm lạc lẽ đi. Tôi cũng muốn làm thơ lạc lẽ đi, như vậy. Ông lạnh lùng gì như vậy đó. Nhưng mà cô này cũng về, không có thề non hẹn biển, không có cùng uống rượu ngâm thơ gì như Thúy Kiều với Kim Động hết đó. Nhưng mà cô về, cô tạc tượng Dân Tiên đêm ngày ngắm nghía, cô vẽ tranh Dân Tiên đêm ngày ngắm nghía. Bởi vì hồi xưa không có như các bạn, bây giờ bấm cái là có hình, đúng không? Cho nên cô về, cô vẽ lại hình Dân Tiên. Nết Nga là vậy đó. Mà cả cái bài, cả cái luật Dân Tiên đó là cả Nam Kỳ, cả toàn bộ là thuộc lòng như ga dao vậy đó. Bà nội tôi lần đêm ngày rồi cứ nói thơ Duyên Tiên thôi, mà nết ra là vậy đó, các bạn thấy gì đúng. Cô đó các bạn tự do hơn cô đó. Rồi tiếp đi. Rồi bây giờ đã thương nhau thì phải hẹn hò ha. Thì đây là hẹn nè, tôi trích một câu thôi mà câu này ai cũng thuộc hết đó. Chuột kêu rút rít trong rương, anh đi cho khéo. Rất là cô gái đang còn trinh, đang còn con gái ở nhà, ngủ với mẹ, mẹ ngủ giường ngoài, bổ ngủ giường trong. Muốn đi vô giường của cổ là phải đi ngang qua giường của mẹ. Cái đó đâu cấm cản cô hẹn đâu. Cổ vẫn hẹn như thường, hẹn ngay trong giường cổ luôn. Cho nên, thiệt. Cho nên hồi xưa không có bấm điện thoại để soi đường được. Cho nên là đèn dầu mà tắt hết rồi thì phải đi mò trong đêm. Ha? Cho nên là đi mà chạm chút đó, thì mẹ còn tưởng là chuột kêu rút rít trong rương. Nhưng mà anh đi cho khéo chứ đụng cái giường của mẹ thì mẹ phải hay. À, cho nên là vậy đó, hẹn hò là hẹn vậy á. Rồi có thể hẹn ngay giữa nhà, rồi hẹn ở nơi vắng vẻ, hẹn ở khắp nơi hết đó. Rồi thôi qua đi em. Lời người ta thường nói,
mà thường nói đó thì là nói để răng dạy, đúng không? Các bạn tưởng là thường là cá không ăn muối cá ương đó là tục ngữ đó ha. Mặc dù là con cả cha mẹ trong trường con hay nó cũng làm cặp thơ lục bình lục bát, nhưng nó không phải ca dao, nó là tục ngữ. Tức là tục ngữ là lời nói từ lý trí ha. Nhưng mà đây là một lời nói từ lý trí nè, mới sanh dần chứ. Là gái ngửi hơi trai như đâu, khoai lang ngửi hơi cuốc. Tức là trồng khoai lang thì lâu lâu phải cuốc đất lên thì khoai lang nó mới tốt ha. Cho nên là gái ngửi hơi trai, ngửi hơi thôi nha, chưa đụng chạm thì đã là như là khoai lang ngửi hơi cuốc. Rồi gái phải hơi trai như thà là một cước chó nữa ha. Tức là thà là một cái thứ cỏ dại, nhưng mà hãy chó ị vô đó, đó thì cỏ nó mọc tốt tươi lên. Cho nên là người ta nói gái phải hơi trai. Cái câu này câu tuyệt hay nè: tim đâm vô thịt thì đau, thịt đâm vô thịt nhớ nhau trọn đời. Dữ dằn không? Dữ dằn. Quá dữ dằn. Rồi, thôi ta đưa tiếp đi ha. Còn nhớ em thì vú em chim chím núi cao, vú cao nữa, tức là con ta còn nhỏ nha. Vú em chim chím, vú em chim chím núi cao, cho anh bóp một cái có đau anh đền. Rồi. Gặp bây giờ nếu cô gái chịu thì không sao, cô gái không chịu thì coi như cái đó là quấy rối tình dục, đúng không? Rồi. Nhưng mà phải tự nguyện nha. Nếu không tự nguyện là ta chửi à. Ta chửi là nó đè nó nhét cái mã cha nó vô à. Cái đó là ta chửi đó, tại vì cái đó là cưỡng hiếp người ta, ta chửi à. Thì nó vậy đó, chứ không phải tình dục là muốn làm gì làm đâu. Rồi, tiếp đi. Bây giờ những cái câu này hồi nhỏ bà nội tôi có nhiều câu vậy lắm. Ta kêu bằng rố tục giảng thanh, tức là nghe nó tục nhưng mà thiệt ra là nó thanh, nó tức là nó không có gì. Ví dụ chưa hỏi đã cưới liền tay quyết chí, cho nên tâm phải lấy mày đêm nằm sờ tơ tưởng sờ cùng mó mó đến mày lại sướng đến ta, tức là mó rất cái quạt á. Đố thì nghe nó tục nhưng mà giảng ra nó chỉ là cái quạt thôi. Cho nên là cái bài thơ cái quạt của thi sĩ Hồ Xuân Hương á, chẳng qua là lấy thi hứng từ ca dao mà ra. Thì cho nên ca dao đã tự do trước bà Hồ Xuân Hương rất rất lâu rồi. Và bà Hồ Xuân Hương chỉ là người kế thừa được cái truyền thống quý giá đó, chỉ là người nói như thầy Trường là biết nghe, biết hiểu truyền thống là gì vậy thôi, chứ bà không phải là người cách mạng gì đâu. Rồi rồi thôi được rồi đó. Bà Chí Đại Trường là người đầu tiên lưu ý một điều mà ông nói rồi thì tôi mới ngẩn ngơ ra là đúng là mình nhìn mà không thấy. Như thầy Trường nói đó, ông nói là cái bánh dày là cái gì? Cái bánh dày, tại vì trước hết đó, cái bánh chưng, bánh dày chúng ta học nó từ nhà trường, tôi cũng học vậy hồi nhỏ, là trời tròn đất vuông, là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ gì đó, cho nên là nhà vua cảm động quá nhiều ngôi cho anh con trai út đó, đúng không? Thì rất nhiều nhà nghiên cứu chứ không phải một mình ông Cả Chí Đại Trường đều xác nhận rằng cái bánh chưng nguyên thủy nó không có vuông gốc bánh chưng như vậy, mà nó hình đòn dài như là cái bánh tét miền Nam á. Thì và cái đó bây giờ nó còn dấu vết ở ngoài miền Bắc rất là nhiều thứ, tôi không có gì giờ để nói, nhưng mà cái bánh chưng nguyên thủy nó vậy đó, bởi vì nó là tượng trưng cho cái bộ phận sinh dục nam, và cái bánh dày là tượng trưng cho bộ phận sinh dục nữ. Đó là cái tín ngưỡng phồn thực của cư dân thời cổ Việt Nam, giống như rất nhiều cư dân thời cổ đại, người ta thờ cái bộ phận sinh dục nam và nữ, người ta thờ cái hành vi giao phối. Tại vì người là cư dân nông nghiệp, người ta cầu cho lúa tốt tươi, người ta cầu cho cây ra qua trái, chứ có gì, nó đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà vì đến sau đó là Nho giáo, cho nên là Nho giáo khắc nghiệt, khiến cho người ta phải biến tướng đi. Thành ra là người ta vẫn thờ cái bánh chưng, bánh dày là bánh cuốn. Nhưng mà bánh dày lần lượt nó bị bỏ ra, nó không được để trên bàn thờ nữa đó. Chính vì cái hình tượng đó. Còn ông Tạ Chí Đại Trường là người đầu tiên thấy rằng cái bánh dày hai miếng mềm mà nó kẹp một cái cứng khuôn dài ở giữa, thì cái đó là cái gì mà không phải là hành vi giao phối? Câu hỏi là từ tác giả tại Chí Đại Trường, tôi chỉ là được lặp lại nhưng mà khi cũng nói ra rồi đó thì tôi nói ủa sao nó hiểu gì vậy, mà nằm giờ mình cũng thấy và đợi nó mình cũng thấy rồi. Thôi rồi mình qua đi. Nhưng mà tình yêu nó có trắc trở không? Nó có trắc trở thì trắc trở thì có khi là cô gái phục tùng, có phục tùng của phục tùng thì than thở ha. Cho nên là an ủi người tình ha, tức là phong ba nội giữa đất bằng, bây giờ mình thương nhau vậy mà lỡ cha mẹ không chịu thì thôi đành với anh, nhưng mà than rất là dài, thấy không? Rồi đây là thương nhau, cấp bách nhau đi mà,
công gia nghĩa mẹ sau thì hẳn hay. Vậy đó, tức là khi yêu mà mình thấy mình yêu đúng thì rồi tiếp theo. Nhưng mà cũng có khi nó lỡ làng, nó lỡ làng thì than thở. Mà lỡ làng có khi không phải tại cha mẹ mà tại cái hoàn cảnh thôi. Ví dụ như là rau răm đứt cứng dễ bứng khó trồng, dẫu thương cho lắm cũng chồng thì ra. Tức là lỡ thương một người đã có vợ rồi thì mình thương cho lắm thì người đó cũng là chồng của người ta. Cho nên là tình yêu đó nó cách trở lỡ làng. Thì tình yêu trong đủ mọi cung bậc của nó có trong ca dao một cách vô cùng phong phú, đủ màu sắc là cực kỳ hay. Chứng tỏ là người phụ nữ Việt Nam trong truyền thống đã có những cái thiên tình sử lâm ly mi đát không kém gì Romeo Juliet gì hết đó, và nó còn đa dạng rất là nhiều hoàn cảnh của tình yêu. Rồi tiếp theo đi. Bây giờ cái chữ tam cương thì coi là gì mối, tức là cái mắt lưới chính của bầy tôi. Cha là gì mối của con, có nghĩa là con phải giữ cái gì mối đó luôn luôn, phải nghe lời cha là vậy đó. Và vợ ký hệt như vậy, chồng là gì mối của vợ. Thành ra cái kêu bằng phu thê cương đó là phu vi thê cương, tức là chồng là gì mối của vợ, chứ không phải là quan hệ vợ chồng. Quan hệ vợ chồng nó có thể là bình đẳng hay không bình đẳng, nhưng mà đã nói là tam cương thì là không bình đẳng. Và từ cái chỗ mà phu vi thê cương, tức là chồng là gì mối của vợ, thì mới là phu sướng phụ tùy, tức là chồng nói ra thì vợ phải theo, phải nghe lời. Tiếp đi. Tam can ngũ thường đó, nhưng mà người miền Nam đọc là can thì nó ra can thường. Nhưng mà ở miền Nam thì chữ can thường trong rất nhiều ngữ cảnh. Tôi đã thử làm một cái phép thử, tôi lấy một 20 câu ca dao có chữ can thường, thì trong 20 câu ca dao đó 18-19 câu là chữ can thường, có nghĩa là đạo vợ chồng, chứ không phải có nghĩa là tam can ngũ thường nữa. Tức là nhà Nho kể có tam can, mà trong tam can đó là phu vi thê can, tức là chồng là gì mối của vợ. Nhưng mà qua tới Việt Nam, cái nó hiểu nhất là tới miền Nam đó, nó có một cái đặc thù của Nho giáo phương Nam. Có cuốn sách của tác giả Cao Thiện Thanh gọi là Nho giáo ở gia đình. Nó thì gia đình đó không phải là tỉnh gia đình mà là Nam Bộ. Thì ổng cắt nghĩa tại sao thằng Nho giáo ở Nam Bộ nó khác. Cho nên ông Nguyễn Đình Chiểu mới định nghĩa cái nếp Nam của cô Kiều Việt Nga như tôi đã nhắc các bạn đó. Vậy thì ở miền Nam cái chữ can thường này 20 câu ca dao hết 18 câu là chữ can thường, có nghĩa là đạo vợ chồng. Mà đạo vợ chồng nghĩa là cái gì, cho nên mới là kêu bằng đạo can thường hoài đó. Rồi tiếp theo, đạo vợ chồng kiểu Việt Nam đây là vợ chồng theo nhau nè, là can thường. Đạo can thường không phải như cá tôm đang mua mớ nọ là chồng mớ kia, tức là hai người đều phải chung thủy với nhau, chứ không phải chỉ có vợ chung thủy chồng, không có trai năm thê bảy tiếp cá chính chuyên một chồng, mà là đã coi nhau là vợ chồng. Thì không phải như mua con cá mới tôm mà chợ mà đang lựa mới này mà liếc mắt mới kia được à, cho nên là phải lâu dài bền vững theo nhau cho trọn tử sinh cũng đành gì đó. Chừng nào cây kia không lá cá nọ không xương, ớt ngọt như đường ngủ qua hết đá, thì đạo can thường mới hết thương, có nghĩa là không bao giờ hết, đúng không? Sao mà ớt không cay cũng ngủ qua cũng nắng được. Rồi tiếp theo, rồi hôn nhân là ổng phân tích có định lượng luôn, là sự gắn bó vợ chồng thể hiện trong tục ngữ như thế nào và thể hiện trong ca dao như thế nào. Tiếp đi em, nhiều lắm, bỏ qua đây. Đạo vợ chồng là quan hệ vợ chồng như nó phải là theo cái cách mà tiếp xúc đi, nó đáng ra nó phải làm vậy. Là vậy làm sao, là ràng buộc lẫn nhau. Cái nghĩa từ nguyên của nó là tam can ngũ thường, nhưng mà rốt lại đây thì nó là nghĩa thường dùng, nó là quan hệ vợ chồng, nó là đạo vợ chồng. Mà đạo vợ chồng có nghĩa là đã làm vợ làm chồng thì phải vậy nè, đó thì phải vậy nè, là giống như ca dao mô tả vậy đó. Rồi chúng ta tiếp đi. Đây là những tục ngữ và ca dao về đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng là phải vậy, thì cũng có cái quan niệm là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó em, nhưng mà cũng có cái câu là ép dồi mở ai nở ép duyên, ăn thua là mình thích giữ cái truyền thống nào mà mình thích luyện cái truyền thống nào. Thì cái đó là có nhiều quyền lợi khác biệt nhau này kia, cho nên nó đang xen lẫn lộn. Vấn đề là mình chọn trong truyền thống cái gì nó phù hợp thì mình theo, cái gì nó không phù hợp mình bỏ. Rồi tiếp đi. Một lần nữa là tình yêu hay hôn nhân gì cũng phải có xét xá đó. Thì đó là một cái lẽ bình thường, lẽ tự nhiên mà người Việt Nam hiểu rất rõ. Rồi cái sự thủy chung, cái chữ thủy chung nó vốn từ cái câu của chữ Hán đó, là thủy chung như nhất, tức là từ đầu đến cuối giống như một mà thôi, không thay đổi.
mà ở trên đời có cái gì vĩnh viễn từ đầu đến cuối giống như một mà thôi, không thay đổi, không có bạn, không có, nó không thuận tự nhiên. Cho nên nhưng người ta sẵn sàng là thủy chung khi nào? Khi người ta yêu và đến chết vẫn còn yêu một người đó mà thôi, cái đó có thiệt không? Không có. Nhưng mà khi nó có thiệt thì ta thủy chung, mà khi nó không có thiệt thì thôi, chứ không phải là đó. Thì người Việt Nam trong rất nhiều câu ca dao về chung thủy là người ta thể hiện cái ý đó. Tình huống ngoại tình đó, đây là một số tình huống thôi. Ngoại tình vì hoàn cảnh đó, tức là có chồng thì mặc có chồng, nhưng mà tôi đi ngủ dạo nha, kiếm ít đồng mua rau chứ giờ nghèo quá làm sao giờ, không có gì để buôn bán hết thì bán vốn từ đó là vậy đó. Thì đó là hoàn cảnh và đó là thực tế mà ca dao thừa nhận, chứ không có phê phán chê trách gì hết đó. Hồi xưa tôi còn học ở nhà trường, có được học tại nhà trường miền Nam, nó dù sao cũng tự do phóng khoáng hơn, cho nên là tôi còn được học một số câu ca dao mà nó trái với đạo Nho giáo gì đó. Nhưng mà thầy cô tôi dạy là đây là câu ca dao phê phán những người này người kia, có bạn đọc bạn thấy phê phán không? Đâu phê phán gì đâu, ta tả một cái hiện trạng ha. Thì chữ trên đám giá ngàn vàng là nhà Nho nói, nhưng mà thực tế là từ anh chồng cũ đến vàng là năm, còn yêu yêu trộn nhớ thầm thì họp vợ trên bụng đến trăm con người. Bây giờ nó có những người phụ nữ như vậy, đúng không? Nó có thì ta ghi nhận là nó có vậy thôi. Thói quen chưa chẳng được đâu, cho nên là dạ làng làng bắt mấy trâu mặt làng, tức là làng sẽ phạt dạ, nhưng mà làng bắt mấy trâu thì kệ làng, như cái tánh nó vậy nó chưa không được thì vậy thôi. Rồi em đây là gái năm con, chồng em rộng lượng, em còn chơi xuân, chơi xuân nghĩa là còn xuân tình á. Rồi thôi đi tiếp đi. Phụ bạc thì cũng có ha, và phụ bạc thì cũng có bên này phụ bạc, bên kia phụ bạc, bên nào cũng có thể phụ bạc hết á. Rồi tiếp nha. Bây giờ chuyện thứ hai đó. Dạ. Chị nói xong rồi bà. Dạ chưa. Cái phần này thôi, tiếp đi. Thì đây là một vài vấn đề phụ nữ Việt Nam thời hiện đại, tại tôi nhúng vô hiện đại có chút xíu à. Thành ra là tôi nói vài vấn đề thôi, còn số nhiều vấn đề là do các bạn nói nha. Rồi, vậy thì đây là một số cuốn sách hay là một số bài viết về phụ nữ Việt Nam thời hiện đại mà từ những nghiên cứu của người trong nước, người nước ngoài tôi để đó để các bạn cần tham khảo thì tham khảo. Tiếp đi. Và đặc biệt là cuốn sách này là kết quả của một nghiên cứu của chị Thu Hồng và cái Viện Nghiên cứu Phát triển của Việt Nam, Viện IDS á. Đó, rồi tiếp đi. Thì cái cuốn sách này là kết quả của một cái khảo sát nghiên cứu xã hội học của người ta. Và đây là những thế hệ nhân chứng mà người ta đã hỏi. Hồi sáng có một bạn hỏi tôi là cô nghĩ gì về phụ nữ Việt Nam thời nay, thì tôi nói một mình tôi không có dám nghĩ, tại vì dân tộc Việt Nam thời nay là đã cả 100 triệu người rồi, trong đó phụ nữ cũng hơn 50 triệu người. Tôi là cái quái gì mà tôi có thể biết được 50 triệu người đó người ta ra làm sao và định nghĩa người ta trong một vài câu thì tôi chịu ha. Nhưng mà thật ra muốn nói một cách tử tế, một cách có căn cứ phải nghiên cứu, thì đây là một kết quả nghiên cứu cũng lâu rồi, nhưng mà tại vì nó ít kết quả là cho mình có cái nào mình đọc cái đó. Thì tôi chỉ có một cái góp ý, một cái lưu ý này thôi, là mặc dù tác giả đã chọn, các tác giả đã chọn địa điểm là từ miền Bắc đến miền Nam, nhưng mà cái cách mà các tác giả xác định các thế hệ đó, thì các bạn sẽ thấy cái cách mà các tác giả gọi tên các thế hệ là thế hệ của chiến tranh, rồi thế hệ những đứa con của chủ nghĩa xã hội, rồi thế hệ quá độ, thế hệ hội nhập này kia, thì cái nhận xét của tôi đó là nó bỏ trong dấu ngoặc toàn bộ miền Nam 54-75. Thì cái thời gian 54-75 á, thì chỉ, các bạn ấy chỉ thấy những đứa con của chủ nghĩa xã hội thôi. Những đứa con chủ nghĩa xã hội nó ở miền Bắc, ở miền Nam không có. Thì vậy thì ở miền Nam có cái gì vẫn là một khoảng trống trong nghiên cứu. Và tôi hy vọng là cái khoảng trống đó sẽ có một vài ba người trong số các bạn sẽ lấp đầy nó, tôi hết thời gian rồi. Thì đó, bây giờ tiếp được rồi. Thì đây là điều chị Phúc Thu Hồng nhận xét. Chị Phúc Hồng là một nhà nghiên cứu rất có uy tín về cái vấn đề phụ nữ, và nhất là phụ nữ thời hiện đại. Chị là người nghiên cứu xã hội học. Xã hội học thì mới nói thời hiện tại được, lịch sử của tôi chỉ nói quá khứ thôi. Thì đây là lời chị tổng kết với tôi về phụ nữ ngày nay như thế nào. Chị Hồng mới có thẩm quyền, tôi thì có thẩm quyền gì mà để nói phụ nữ ngày nay như thế này. Thì chị nói như thế này, và chị nói rất đúng, là từ truyền thống xa xưa phụ nữ Việt Nam đã chủ động và mạnh mẽ rồi, tại vì họ tham gia lao động như tôi nói rồi, mà tự mình kiếm ra tiền, và nói thêm là tự họ còn có quyền quyết định xài tiền nó vô chuyện gì. Thì tôi có thể kể 1001 minh chứng về chuyện đó, là chính là người phụ nữ trong nhà quyết định là tiền nó dùng để làm gì.
Và ngoài ra bây giờ thì ngày nay họ còn chủ động và mạnh mẽ hơn ngày xưa nhiều. Tức là trong truyền thống họ đã chủ động và mạnh mẽ rồi, bây giờ họ còn chủ động và mạnh mẽ hơn nhiều. Ngoài ra họ còn có học thức hơn, họ hiểu biết hơn nhiều về thực tiễn kinh tế và thế giới bao la. Quyền năng kinh tế của họ lớn hơn, thực chất hơn, có trọng lượng hơn. Họ còn hiểu rõ cơ thể mình hơn, body đó. Các bạn đọc truyện Kiều hay các bạn đọc tác phẩm cổ điển, các bạn thấy rất nhiều chữ thân, chữ mình. Tức là người ta rất có ý thức về thân xác của người ta, chứ không phải không có ý thức đâu. Nhưng mà hiểu nó một cách khoa học thì bây giờ rõ ràng là phụ nữ hiểu hơn. Cho nên là chị Hồng nhận xét đúng là họ hiểu hơn về cơ thể mình, họ có ý thức hơn về quyền phụ nữ. Và cũng là nhận xét của chị Hồng là nam giới có vẻ chậm hiểu và chậm thích nghi hơn với các thay đổi. Tại vì mình đang ở vị trí đặc quyền, bây giờ mình mất cái đặc quyền đó thì mình chậm hiểu là cũng dễ hiểu thôi. Thì nhưng mà phải giúp đỡ người ta hiểu nhanh hơn, chứ đừng có kỳ thị người ta. Rồi, thì bình đẳng hợp tác là như vậy. Nhưng nói về chuyện bình đẳng giữa hai giới thì các bạn đừng tưởng rằng bình đẳng chỉ là một giá trị phương Tây. Mọi giá trị nhân bản nó đều có trong nhân loại từ ngàn xưa rồi. Chẳng qua người ta diễn đạt nó bằng cách này hay cách khác thôi. Thì cái cách diễn đạt của phương Tây là bình đẳng, là một cách diễn đạt rõ ràng. Bình đẳng có nghĩa là đẳng là hàng lối, vị trí, và bình có nghĩa là ngang, tức là nó ngang hàng. Thì đó là cách định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu. Nhưng nó cũng có cái bất tiện là đôi khi nó hạn chế người ta, nó làm người ta chỉ thấy cái sự ngang hàng thôi. Rồi tối ngày so đo là em đã nấu cơm thì ăn phải lưỡi chén rồi này kia. Bình đẳng không chỉ là như vậy. Bình đẳng của Việt Nam được diễn tả hay hơn rất nhiều. Ví dụ là thuận vợ thuận chồng tác Biển Đông cũng cảm. Không phải là ngang hàng thôi mà là hợp tác. Và hợp tác thì nó cộng hưởng, một cộng một không phải bằng hai mà bằng trăm, bằng ngàn, bằng vạn. Cho nên cái Biển Đông nó mênh mông bao la không giới hạn như thế, đúng không? Cái Biển Đông nó mênh mông bao la như thế, nhất là vào cái thời mà ta chưa thấy cái biển nào khác ngoài cái Biển Đông. Thì đứng ở đất Việt Nam mà nhìn cái Biển Đông nó bao la, cái gào tát nước nó có chút xíu gì nè, mà dùng cái gào tát nước thì phương tiện của mình nó nhỏ bé lắm, mình dân tộc nhỏ, phương tiện mình nhỏ bé, nhưng mà dám thách thức là dùng cái gào nhỏ bé này tát chẹn Biển Đông cũng được, chỉ cần thuộc vợ thuộc chồng. Trời ơi, cái đó mà không bình đẳng thì cái gì mới bình đẳng? Nó còn hơn cả bình đẳng một triệu lần. Rồi là gì đó. Như đôi đũa lệch so sao cho bằng á, tức là không có môn đăng hộ đối đó, như đôi đũa lệch so sao cho bằng. Nhưng mà đã tình yêu á thì làm lệch kiểu nào cũng kê cho bằng, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Thì bình đẳng như vậy mới là bình đẳng tích cực chứ. Nhưng mà là bình đẳng chủ động, và chúng ta tạo ra sự bình đẳng mặc dù là thực trạng ban đầu nó không bình đẳng đó. Thì bình đẳng của Việt Nam nó dạy cho các bạn biết thấy, biết nghe. Rồi tiếp, hiện đại bây giờ mới có. Mà từ thời cô Thuyết Kiều có lâu rồi hả? Thì nước vỏ lụa máu màu gà lựa về chiêu tập lại là còn nguyên mà. Truyện Kiều nói hả? Cho nên là vậy thì trong những cái video mà tôi đưa cho các bạn đó, tôi xin nói các bạn một chút là đây là những cái truyện ngôn tình ở trên mạng. Thì nhiều người đọc thì có nghĩa là tác giả và người đọc có sự cộng hưởng, họ thích thì họ mới đọc, họ mới nghe. Cho nên là tôi lựa những cái nào có nhiều người đọc, nhiều người nghe, thì tôi cho rằng cái đó nó phản ảnh cái nhận thức chung của xã hội chúng ta ngày nay. Thì mình có một con cặp mắt à, hai lỗ tai à, nhưng mà mình dùng cái cặp nhiều cặp mắt, nhiều lỗ tai của thiên hạ. Thì rồi tôi coi trong truyện audiobook, tôi coi trong cải lương của Việt Nam. Thì cải lương nó hay nói tình cảm rất, nói tình yêu rồi này nọ, người đàn ông tham lam rồi đó. Thì tiếp đi em. Đây là những cái trích dẫn mà tôi lấy từ đó. Tức là đây là lời mẹ chồng khuyên chồng. Bởi vì cái cô gái đó đó, cổ đã có một người yêu, yêu vớ vẩn thôi, không phải yêu nào cũng là cả đời. Cổ yêu vớ vẩn một anh đó. Rồi bây giờ cái bà mẹ này nè, bà thấy cổ là hiền đức đảm đang đủ chuyện hết, cho nên bà muốn cưới cổ cho con trai bà. Tại vì con trai bà quen ràng chi kìa, cho nên là bà muốn cưới một người vợ giỏi về để nó kiềm chế con trai bà đi. Con trai bà đó là cái thói quen suy nghĩ của truyền thống, tức là cũng rất trông cậy ở người phụ nữ. Con trai mình hư mình đã dạy không được thì mình kiếm nó con vợ giỏi để con vợ nó làm cho nó tu tỉnh làm ăn. Thì do đó bà đi cầu cưới cái cô gái này, nhưng mà bà giàu và bà gia đình cô gái mắc nợ bà, cho nên bà hỏi cưới thì gia đình cô gái phải gả. Cho nên cô gái cổ tức, cổ phản kháng là cổ không thể không nghe lời, tại vì đó là nợ của gia mẹ, cổ thương gia mẹ, cổ phải lấy cái người đàn ông giàu này. Nhưng mà cổ tức,
cho nên là cổ muốn hiến thân cho người yêu của cổ. Cố tình thì là cô Thúy Kiều đâu có khác gì đâu, cô Thúy Kiều cũng tiếp khi cổ lên đường đi xuất giá, tôi lên đường theo chồng thôi là cổ đã biết rồi là biết thân đến bước lạc loài nhị đào thà vẽ cho người tình chung mà. Thì bây giờ cô gái thời nay là cổ biết vậy cho nên là cổ đi tự hiến thân cho cái thằng người yêu. Nhưng mà không may là thằng người yêu đó không phải là Kim Trọng, thằng người yêu đó là thằng mất dạy. Cho nên là sau đó thằng người yêu đó nó dùng cái chuyện cổ có thai đó để kiếm chuyện nó làm tiền cổ, nó làm này kia và nó phá vỡ hạnh phúc gia đình cổ. Thì cổ, nhưng mà cái quan niệm của bà mẹ chồng nó hấp dẫn ở chỗ là cái quan niệm của bà mẹ chồng nó là con, người con trai đó, bản thân cái thằng đó nó là thằng quan nàng chi địa, nó đã ngủ với bao nhiêu đàn bà rồi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó đêm tân hôn nó thấy vợ nó không còn trinh thì nó bực mình. Thì là mẹ nó mới dạy nó là con là đàn ông dạng dày tay học nữa, đừng có quá cô nệ chuyện tiếp trinh, vợ chồng là tình nghĩa chứ không phải tiếp trinh. Đó là mẹ chồng dạy chồng, vì chồng bực mình vì vợ mình không còn trinh tiếp, nó hiểu không? Rồi còn đây là người vợ rất tự tin, biết là mình đã không còn trinh tiếp nha, nhưng mà rất tự tin nói rằng đó chỉ là vụng dại tuổi trẻ, từ ngày em có chồng em không hề thất tiếp. Cái hồi mà Nguyễn Du để cho Kim Trọng nói cái câu là chữ trinh kia cũng có 3-7 đường đó, rồi mình thấy ông Nguyễn Du hay lắm rồi, đúng không? Còn cô này cô nói không hề hả? Mà cổ không có biện minh cho cô nói là từ ngày cô lấy anh cô đâu có thất tiếp đâu, chừng nào tôi lấy anh rồi mà tôi còn ngoại tình thì lúc đó mới là tôi thất tiếp, còn cái kia là bụng dạ tuổi trẻ thôi, mà anh bao nhiêu lần cũng không thèm kể luôn á. Rồi á là khi mà cái thằng bị gì thằng kia là thằng cốt nạn tôi nói rồi, cho nên nó gài bẫy để nó hẹn cô này tới để dứt khoát một lần, thì nó gài cho ông chồng tới bắt gặp quả tang, ông chồng nghĩ rằng mình gấp bắt gặp quả tang nên nghĩ rằng đứa con trong bụng vợ không phải là con của mình, mặc dù là cổ lấy chồng 4 tháng thì cổ mới có thai 3 tháng thôi, nhưng mà ông chồng vẫn không tin. Thành ra cổ mới khẳng định là dẫu anh không tin em vẫn nói mình không thích đi. Đó, cái tự tin của người phụ nữ ngày nay nó là như vậy đó. Và kết thúc của câu chuyện này, 100 câu chuyện Việt Nam á thì hết 99 câu chuyện nó kết thúc bằng happy end, ác giả ác báo, tức là người hiền thì được thưởng, người ác thì bị trừng trị đó. Nhưng và do đó người hiền sẽ tha thứ khi người ác ăn năn, đúng không? Cái mô típ đó là vậy. Nhưng mà trong câu chuyện này nó thuộc về thiểu số, tôi có đếm ra trong cái sample của tôi, cái mẫu của tôi đó, thì nó có khoảng 10% câu chuyện không có theo cái mô típ đó. Đó là cái mới của thời hiện đại. Và cái câu chuyện này là một trong câu chuyện không theo mô típ đó, là cô gái về ở với mẹ để sinh con, tại vì chồng hất hủi, mẹ chồng không tin, cổ về ở với mẹ sinh con và cổ mất khi sinh. Rồi sau đó mẹ cổ mất luôn, cho nên là con cổ do cái ý tưởng kỳ quặc của cái thằng đàn ông mà muốn ép người tình của vợ mình đó, cho nên là ép cái thằng gọi là tình nhân đó phải chịu trách nhiệm về đứa con, và thiệt ra là con của ảnh, thì bạn hiểu lầm là con của thằng kia, cho nên là ép thì thằng kia nó đem về nó nuôi, nhưng mà nó đâu có thương đâu, cho nên là nó hành hạ vợ, nó hành hạ này kia, con bé khổ quá thì một cái cặp vợ chồng khác nó đem con bé về nuôi. Nhưng mà cặp vợ chồng đó rất nghèo, thì khi người cha phát hiện ra và biết sự thật đó là con gái của mình thì muốn đón nó về để lo cho nó ăn học, tương lai của nó này kia. Bình thường thì các chuyện Việt Nam sẽ kết thúc là gì, tương lai đứa con là này kia sẽ đưa để nó về. Đằng này đứa nhỏ nó từ chối, cái cặp vợ chồng gia đình nuôi đó họ nói họ nhường quyền quyết định cho đứa nhỏ, và đứa nhỏ 11 tuổi nó từ chối, nó nói con không thể nào tin được là cha sẽ thương con, trong khi con tin là cha mẹ nuôi thương con. Mà cho nên là cha mình vừa nói dông ghe đi mất tiêu, không tìm kiếm được. Và đó thì đó là cái kết thúc. Thành ra ý nói rằng là cái người đã lầm lỗi là người chồng không được tha thứ, bởi vì cái lỗi phạm phải được coi như là quá nặng, không thể tha thứ được, cho nên tác giả không cho phép tha thứ. Rồi tiếp tục, vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập là vấn đề ly hôn. Thì tôi nói tóm tắt thôi, tại bây giờ thì tôi đang buồn thời gian một chút rồi đó, là ly hôn đó là một cái chuyện đối với lịch sử nữ quyền trên toàn thế giới, thì cái quyền được ly hôn là một sự tiến bộ của bình đẳng giới, đúng không? Tức là khi mà người phụ nữ đủ độc lập về kinh tế, đủ tự do tự chủ để sống một mình thì họ sẽ quyết định ly hôn và họ dễ dàng ly hôn hơn, cho nên số ly hôn tăng đó đáng lẽ được coi là một tiến bộ của bình đẳng giới.
Nhưng ở Việt Nam thì trong một thời gian rất dài là nhà cầm quyền rất là ngại cái chuyện công nhận cái thực tế là số ly hôn càng ngày càng tăng. Tôi có cái trải nghiệm là với tư cách là người chuyên môn về phụ nữ thì cách đây khoảng 15 năm, 20 năm thì có lần một cái hội phụ nữ địa phương, một cái tỉnh nào đó, tôi xin hỏi nó tên đi, thì họ nhờ tôi nói chuyện về ngày 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đó. Thì là tôi hỏi là các chị muốn tôi nói gì, thì các chị nói là cô nói gia đình hạnh phúc. Tôi nói là lỡ khi nó không hạnh phúc thì sao, thì mấy chị nói là nhưng mà cô cũng ráng nói làm sao để giảm bớt cái ly hôn, bởi vì ly hôn là không có được. Tại vì tôi nói cái đó tôi nói không được, mấy chị kiếm người khác nói chứ còn nói trái sự thật quá vậy sao tôi nói được. Thì đó, nhưng 20 năm sau thì cũng là hội phụ nữ, và thậm chí hội phụ nữ một tỉnh vùng cao, một tỉnh xa xôi biên giới, họ mời tôi nói chuyện với bộ đội biên phòng luôn, mà họ cũng bảo tôi là nói với gia đình hạnh phúc, bởi vì đó khẩu hiệu của hội phụ nữ mà, tức là gia đình bình đẳng hạnh phúc. Thì tôi nói ok, nhưng mà khi không bình đẳng hạnh phúc thì ly hôn đúng không? Thì họ nói không, cô muốn nói gì cô nói, rồi sao cô nói sao cô nói. Thì tôi thấy có sự tiến bộ, tức là có sự thay đổi. Nhưng trong nghiên cứu, bởi vì khi nhà nước không thích thì nhà nghiên cứu không được vô. Thành ra số liệu của nghiên cứu tôi rất khó khăn mới tìm được những số liệu nó tiệm cận sự thật hơn. Và những người đó họ chứng minh rằng số liệu chính thức nó cách xa sự thật hàng vạn dặm. Mặc dù đó là số liệu nha, tức là số ly hôn hàng năm. Thì đây là một số liệu mà tôi tập hợp được từ một nghiên cứu cách đây cũng mười mấy năm rồi. Tôi có dẫn nguồn thì các bạn có thể tự do tìm hiểu tiếp nha. Đây là ly hôn trong nghiên cứu này. Thì thôi, tôi đã để hết rồi, các bạn tự đọc. Thì đây là một số video về những phụ nữ đầu thế kỷ 21 mà tôi tìm được. Thì cô này là một cô còn rất trẻ, khi cổ phát hiện cổ bị ung thư thì cổ mới có ý thức mạnh mẽ hơn về cái chuyện là phải bảo vệ sự sống, và từ đó thì cổ dấn thân để đi tham gia một cái tổ chức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật gì đó trên toàn thế giới. Và cổ sau khi điều trị ung thư thì cổ đã đi năm non bảy núi khắp các nước trên thế giới, chứ không phải là chỉ ở Việt Nam, châu Phi rồi này nọ các nước, để tham gia một cái đó. Và đó là một cái hoạt động cực kỳ nguy hiểm. Thì đây là phỏng vấn quanh Phan Đăng với cô đó. Rồi tiếp tục em. Thì đây là một số phỏng vấn khác về những người phụ nữ mà theo tôi thấy là họ đã lấy tự do theo cách của họ. Còn các bạn lấy theo cách nào? Thì bây giờ là lúc tôi nghe các bạn nói. Xin cảm ơn các bạn. Thầy xin phép mời tất cả các bạn đứng lên. Thế từ từ cuộc gặp là xin phép có một vài cái điều nhắc nhở cho các em thôi. Các em thấy rằng là văn hóa Việt Nam chúng ta thực sự là một văn hóa của một nước vô cùng là văn minh, vô cùng là hùng cường. Chúng ta có quyền tự hào về nền văn hóa của chúng ta, và cái nền văn hóa là nó biểu hiện cho cái sức mạnh của một dân tộc. Các bạn ạ, không còn mặc cảm nữa nhé. Tại vì rằng là không có bao nhiêu quốc gia, không có bao nhiêu ngôn ngữ có được cái văn hóa này đâu. Trên thế giới này thì thầy không có đếm, không biết, nhưng mà có lẽ chỉ có khoảng 10 quốc gia có cái văn hóa này thôi, thì không có nhiều hơn đâu. Mà thêm vào đó là cái ngôn ngữ Việt Nam chúng ta còn nói lóng, nói lái, nói chúng ta chơi chữ. Mà cái này thì là phải là ngôn ngữ của Pháp hay là ngôn ngữ của Tây Ban Nha thì họ có thể chơi chữ. Thầy không biết tiếng Nga cho nên không biết, nhưng mà Trung Quốc họ cũng chơi chữ. Nhưng mà số đông các quốc gia trên thế giới này là không biết chơi chữ, là không có cái văn hóa như thế này đâu. Tại cái văn hóa của chúng ta nó tích hợp ghê luôn, là cái câu nào mà nó cũng liên quan đến câu nào mà nó đều ở trong cái khối sinh thái mà nó tạo nên cái dân tộc của chúng ta. Cái này là xin phép cô Phượng, là chúng ta nói với nhau rất là đẹp, còn ẩn dụ, câu nào cũng là ẩn dụ, nhưng mà cái điều cái ẩn dụ nó mang trong cái tính chất của nó là nó không có chính xác. Thành ra là chúng ta làm cái dân tộc không khoa học mà làm cái dân tộc rất là kỳ văn. Em nói là em yêu anh kiểu đó thì anh không
kiểu là nó yêu kiểu gì. Em nói là em năm con nhưng mà em được vẫn vẫn giữ trinh cho anh là thế nào? Tại vì nó phải có tiêu chuẩn. Có nghĩa là cái văn hóa tiêu chuẩn chúng ta không có, văn hóa đo chúng ta không có. Thành ra là chúng ta luôn luôn nói mà vận dụng. Bởi vậy cho nên là chúng ta không có, chúng ta có tư duy hệ thống nhưng mà chúng ta không có cái suy luận hệ thống. Đấy. Thế thành thử ra là thầy đi cố gắng viết cái cuốn sách của thầy và thầy đi khám phá ra rằng là nó có hai điều. Mới đầu thì tưởng nó là một thứ, tức là tư duy hệ thống, lý luận hệ thống thì nó là một. Và thật ra đã khi mà đến ngồi viết sách mà nó báo cho tháng này là mình suy nghĩ thì mình mới thấy rằng là cái lập luận hệ thống, tức là cái suy luận hệ thống nó khác hẳn cái tư duy hệ thống. Người Việt Nam mình có tư duy hệ thống nhưng mà chúng ta không có cái lập luận hệ thống. Thế thành ra là chúng ta, nhưng mà ngược lại chúng ta có cái một cái cuộc đời rất đẹp bởi vì chúng ta là một cái dân tộc tim ăn, một cái dân tộc nói với nhau bằng là dù và luôn luôn nó hoa mỹ và luôn luôn đó nó rất là khoan dung, một dân tộc rất là khoan dung. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta rất may mắn được nghe một sử gia, tại vì là cô Bùi Trân Tuận là một sử gia và các bạn thấy không, khi nghe sử gia khác lắm. Xin cảm ơn cô. Thì thầy không biết ban tổ chức như thế nào, thầy nhường micro cho. Hôm nay thì trong chương trình của chúng ta cũng có ba vị khách mời rất là đặc biệt, những người mà đã giúp cái. Nhưng mà theo chương trình thì bây giờ là giờ của người nghe, giờ của các bạn trẻ, không phải là của các chuyên gia nữa. Các chuyên gia sẽ nói lúc khác ạ. Bây giờ tôi xin mời các bạn trẻ lần lượt trả lời theo thứ tự mà các bạn muốn, không nhất thiết phải từ 1 đến 2, từ 2 đến 3 gì hết á. Nhưng mà tại vì cái lập luận hệ thống nó đã có trong 3 câu hỏi rồi, cho nên các bạn muốn đề cập câu hỏi nào cũng được hết á. Tức là đối với các bạn, tự do của phụ nữ thời hiện đại, phụ nữ bây giờ không phải phụ nữ của ca dao nữa, thời hiện đại thì tự do bạn quan niệm nó là gì? Khi các bạn nêu vấn đề sự tự do của phụ nữ ngày nay thì các bạn hiểu tự do là gì? Và câu hỏi thứ hai là cái gì đang cản trở các bạn tự do? Và câu hỏi thứ ba là cái gì đang khuyến khích các bạn tự do? Các bạn có sức mạnh, có động lực để tự do là nhờ cái gì? Thì các bạn chia sẻ để chúng ta cùng nhau học lẫn nhau thôi. Dạ, mời bạn. Cô và các anh chị, em đây là Thanh Trúc ạ. Dạ, cô thì mấy câu hỏi này em thấy nó khó quá, nhưng mà em có hai vấn đề em muốn hỏi đúng không ạ? Thì là phụ nữ thì trước khi bước vào hôn nhân coi như đấy là cái mốc kìa, thì lúc em quay ra đó thì ba mẹ sẽ nói rằng cặp đi biển châu là không được. Nhưng mà giới hạn của nó là gì? Thì có bầu có phải là giới hạn hay không? Khi có bầu thì mình phải đối diện với nó như thế nào? Giống như hôm nay em đã từng nghe thầy Trường đã chia sẻ, thầy cũng đã cảm thấy rất là khó chịu trong vòng 40 năm trời khi mà vợ thầy còn trách thầy rằng tại sao ông lại để tôi phải có con sớm quá. Trong nhóm chia sẻ của em á, cũng có một bạn trẻ nói rằng bố mẹ bạn bảo thì cứ tìm hiểu thoải mái đi, nhưng mà đừng để có con nha. Đấy có phải là cái giới hạn hay không? Và khi mà bị có thì phụ nữ sẽ cảm thấy như thế nào? Quá sợ hãi đi. Giống như người ta mang cái đấy ra để gọi là làm giới hạn, để đe dọa, kiểu vậy. Và cái thứ hai cho họ là khi mà phụ nữ ta bước vào hôn nhân, giống như cô có phòng nói đó là phụ nữ tìm hiểu, kiểu như là gọi là văn minh hơn, hiện đại hơn hay học nhiều hơn, thì đàn ông học trọng hơn. Thì em chồng em vẫn hay bảo á, phụ nữ mà học giỏi quá hoặc là làm kinh doanh giỏi thì gia đình không hạnh phúc. Thì cho em hỏi là cái bí quyết giữ gìn hạnh phúc của cô, và cái thứ hai là giới hạn nào khi mà mình chấp nhận người đàn ông tới giới hạn nào, hoặc là tật xấu của họ tới giới hạn nào để dẫn đến ly hôn. Tôi nghĩ là những câu hỏi của bạn rất là sát đáng, có nghĩa là những cái câu đáng hỏi, những cái chuyện nó đáng suy nghĩ trong thời đại hiện nay thật. Nhưng mà cũng xin các bạn thông cảm cho cái trí nhớ não nhắn của tôi. Mỗi lần các bạn hỏi một câu hơn, các bạn hỏi nhiều câu tôi quên. Thành ra lá cầu là cái tuổi tác của tôi nó như thế, các bạn hỏi một lúc 3-4 câu mà tôi quên. Thành ra bây giờ mỗi lần các bạn hỏi một câu thôi, rồi sau đó bạn hỏi tiếp theo.
các bạn sẽ nói trước là tôi có ba câu, các bạn được quyền hỏi mấy câu cũng được hết á, nhưng mà một câu thôi. Về cái câu đầu tiên của em là gì ạ? Câu đầu tiên của em là tự do của phụ nữ đối với bạn trẻ thì có bầu có phải là sự giai đoạn hay không? Nó như thế này nè, tức là phải biết rằng cái mà cô mô tả cho các bạn nãy giờ đó là sự tự do trong tình yêu ở trong cây dâu. Còn xã hội Việt Nam không phải chỉ có Nho giáo mà cũng phải chỉ có cây dâu, cho nên nó có đen xen nhiều thứ. Thành ra nó đã từng có một thời rất lâu, và cái thời rất lâu đó nó lại gần đây. Gần đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có nó trước khi pháp thuộc. Và khi pháp thuộc thì ta cảm giác là đó là một cái nền văn minh ngoại lai xa lạ, nó xâm nhập, nó xâm lược, nó này nó kia, nên chúng ta phải bảo vệ cái vốn có. Thật ra người ta càng cố giữ truyền thống hơn nữa vì cái hoàn cảnh của địa. Cho nên là chúng ta dễ coi là Nho giáo là toàn bộ truyền thống. Thật ra cái đó là cái mà tôi phải cố gắng giải ảo cho các bạn, là nó không phải. Tuy nhiên nhiều phụ huynh và nhiều người bình thường trong xã hội người ta còn thấm nhuần cái đó rất là sâu sắc. Thành ra mình phải đủ hiểu biết và đủ tự tin để mình biết rằng khi người ta nói với mình cái câu á là tộc tìm trâu, trâu tìm tộc gì đó, thì mình hiểu rằng gốc rễ của cái câu đó là tư duy Nho giáo, và tư duy trong cái tai hại của tư duy Nho giáo, cho nên mình không để bị lung lạc vì cái đó. Còn mình, cái cách mình phản ứng thì nó tùy, nó nhiều cách làm sao cho nó mềm mỏng, nó tiếp nhận được cái chính là hiệu quả. Chứ không phải cái chính là cách tôi với cha mẹ. Cái chính là làm cho cha mẹ chia sẻ chấp nhận quan điểm của mình. Và nếu cuối cùng làm mãi mà không được thì mình lấy cái tự do sống theo cách của mình. Đó là vậy thôi, nhưng mà tôn trọng mọi mối quan hệ và giữ gìn quan hệ một cách tốt đẹp nhất có thể. Thì đó là cái tôi nghĩ là cách hiệu quả. Còn bây giờ hôn nhân, tình yêu, tình dục và tình yêu thì tôi xin nói một số kết quả khảo sát của tôi thôi. Tức là tôi có đi khảo sát rất nhiều phụ nữ, cho đến nay cũng phải khoảng hơn 100 người rồi, và tôi còn tiếp tục đi làm. Cho nên một lần nữa cho phép tôi mở dấu mặt để có một lần kêu gọi là bất kỳ bạn nào trong các bạn mà muốn thảo luận sâu hơn về phụ nữ Việt Nam thời hiện đại như thế nào thì các bạn dành cho tôi ít nhất là 2 giờ đồng hồ để tôi phỏng vấn các bạn. Ít nhất là 2 giờ đồng hồ. Và nếu 2 giờ đó không đủ thì chúng ta sẽ làm 2 giờ tiếp theo, 2 giờ tiếp theo. Chúng ta hoàn toàn có thể làm việc đó online. Và tôi mời cả các bạn nữ và các bạn nam. Tại vì muốn hiểu phụ nữ phải hỏi cả người nam, chứ không phải chỉ hỏi người nữ. Đúng không ạ? Thì tôi cho cháu nhớ mặt lại. Vậy thì trong những cuộc khảo sát đó, đó thì tôi đã có những cái kết quả ví dụ như thế này. Tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi có lần phỏng vấn một cái bạn nữ độ tuổi ngoài 30, tức là sinh ra sau 5-7 năm và sống ở miền Bắc. Thuộc một cái tỉnh nông thôn, một gia đình ở nông thôn, và bạn chỉ khi bạn đi học đại học bạn mới lên Hà Nội mà thôi. Bạn lấy một người chồng là sinh viên cùng học với bạn thời học đại học. Người chồng đó là người gốc thành thị, tức là gốc người Hà Nội, gia đình khá giả. Còn bạn thì gốc gia đình nghèo ở nông thôn. Thế nhưng mà bạn quả quyết với tôi thì tôi cũng phỏng vấn bạn là kể cho tôi nghe em đã có trải nghiệm cái cuộc đời phụ nữ của em như thế nào thế thôi. Bạn muốn kể gì bạn kể, thì tự bạn chủ động kể với tôi rằng là đối với em và cả đối với chồng em thì tình dục và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên là em đã yêu chồng em một thời gian rất dài trước khi là người đó trở thành chồng em. Nhưng mà trong cái thời gian dài trước khi người đó trở thành chồng em á, thì cả em và chồng em đều đã có quan hệ tình dục với những người khác nhau, và chúng em không quan tâm điều đó. Chỉ cần khi chúng em lấy nhau, chúng em thành thật nói với nhau mọi điều thì chúng em thấy hài lòng. Và thậm chí bạn còn kể rằng có một lần bạn giận chồng, bạn giận lắm á, đến nỗi là bạn tự ý bỏ về nhà anh trai, tại vì cha mẹ là mất lâu rồi, bạn bỏ về nhà anh trai để ở một thời gian, chia tay chồng á, đâu 6-7 tháng gì đó. Thì sau đó thì hai người cũng tái hợp, tại vì giận rất giận, nhưng mà sau đó thì giận, nhưng mà thương thì thương, đúng không? Cho nên là hai người tự tái hợp. Thì bạn nói là trong thời gian mà tạm thời chia tay đó, thì bạn và chồng bạn đều đã có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Chỉ cần khi họ gặp lại nhau, họ kể cho nhau nghe mọi sự thật, thì họ hài lòng với nhau. Thì thành thật với các bạn là tôi là người thuộc thế hệ khác, cho nên là tôi không phê phán, tôi là người nghiên cứu, tôi không phê phán, nhưng mà tôi có ngạc nhiên. Cho nên là tôi có đi hỏi một số bạn khác là trước một câu chuyện như thế, tất nhiên là bảo vệ danh tính của người chứng là ai thì mình không nói, nhưng mà mình hỏi cái câu chuyện thì bạn nghĩ thế nào.
thì tất cả các bạn nữ mà tôi đã phỏng vấn và hai bạn nam mà tôi đã phỏng vấn sau cái cuộc đó, khi tôi hỏi là cái quan niệm các bạn về tình dục ngoài hôn nhân là như thế nào, thì các bạn đều nói với tôi rằng cái quan niệm của bạn kia, mà bạn kia một lần nữa là một cái bạn chưa hề đi du học nước ngoài, không có bị ảnh hưởng phương Tây trong giáo dục rồi gì hết á. Bạn ấy chỉ là bạn ấy học ở Hà Nội và sau đó bạn ấy có làm việc trong một tổ chức phi chính phủ với nhiều người thuộc quốc tịch khác nhau. Nhưng mà bạn chỉ đi nước ngoài để đi du lịch thôi, bạn chưa giờ sống lâu ở nước ngoài hết. Nhưng bạn có quan niệm như thế. Thì tôi hỏi các bạn khác, các bạn khác nói rằng là bây giờ người ta nghĩ như vậy hết đó cô ơi. Ai cũng nghĩ như vậy hết á. Đó. Đó là lời nhân chứng tôi nói, thì tôi nghe vậy, biết vậy thôi, tôi chỉ ghi nhận thôi. À, nhưng mà các bạn ấy nói thêm kỹ thêm một chút thì bạn nói là có một chút sắc thái là ví dụ là tụi em, tức là những người mà ở cái thế hệ gọi là 8X á, trở về trước, tức là thì tụi em chỉ quan hệ tình dục, mình có thể quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, nhưng mà chỉ quan hệ tình dục với người mà mình thực sự có tình cảm. Tại vì đối với tụi em hai cái đó nó đi đôi với nhau. À, tức là chỉ quan hệ khi thực sự có tình cảm chứ không phải là hoàn toàn qua luôn. Nhưng mà các bạn trẻ hơn thì các bạn ấy là hoàn toàn coi là chuyện đó. Thì đó là lời của một nhân chứng của tôi. Nhưng tôi cũng có một nghiên cứu khác thuộc về thế hệ 9X, tức là trẻ hơn như bạn kia nói. Theo bạn kia nói là tất cả những người thuộc thế hệ sau bạn đều là hoàn toàn tự do, thì không phải vậy, cho nên đừng bao giờ nói chuyện tất cả hết đó. Tất cả là không có đúng, làm sao một mình biết tất cả được. Thì tôi có gặp một nghiên cứu khác là một bạn nữ 9X. Bạn đó là người miền Trung, người ở vùng quê gần Đà Nẵng, chứ không phải là Đà Nẵng, nhưng mà thuộc vùng quê của miền Trung, quê nghèo. Và gia đình bạn ấy là gia đình cán bộ có nền nếp. Bạn ấy có một người ăn chay, thì bạn ấy phê phán ăn chay mình là quá là khuôn phép đi, tức là nghe lời cha trong mọi việc, cha biểu học trường nào thì học trường đó, rồi đi học cái trường đại học mà cha chỉ định, rồi khi tốt nghiệp thì cha cũng xin công việc cho, rồi này kia, nghĩa là mọi sự việc tuân thủ sắp xếp của cha. Còn bạn thì là người độc lập tự do, bạn không thể làm như thế được, cho nên khi bạn học đại học ấy, thì bạn quyết định là lên ra Đà Nẵng học đại học. Mặc dù cha mẹ phản đối, cha mẹ nói con gái mà đi học chi xa nhà rồi này nọ thứ, nhưng bạn nhất định mà ra Đà Nẵng mà học, và cha mẹ bạn kiên quyết đến nỗi là cắt tài trợ, tức là không có cho bạn đồng bạc nào hết. Thì bạn ra Đà Nẵng, bạn tự làm thuê kiếm tiền đi học đại học, và bạn học đại học thành công, bằng tốt nghiệp loại giỏi đàng hoàng. Thì bạn chưa hết, bạn còn tự do đến mức cái lần đó bạn không làm việc Đà Nẵng, bạn vô Sài Gòn bạn làm việc để mà biết thành phố lớn là như thế nào, mà một kia nọ. Bạn vô Sài Gòn làm việc và bạn thành công được tuyển dụng trong một công ty nước ngoài. Mới làm việc một năm thôi, bạn nhảy qua công ty nước ngoài khác, bạn được trả lương cao hơn. Nói chung là con đường sự nghiệp của bạn rất là thành công, và bạn thể hiện một sự tự do phóng khoáng rất là lớn, một sự tự tin rất lớn. Cũng là bạn kể với tôi thôi, là bạn trai của bạn thì là hai người yêu nhau thành thật, nhưng mà bạn hoàn toàn không cho phép bạn trai quan hệ tình dục trước hôn nhân, bởi vì bạn giải thích rằng là hai người có thể đi chơi chung, có thể ở ngủ chung phòng khách sạn, nhưng mà tuyệt đối không quan hệ tình dục. Thì bạn bởi vì bạn chưa muốn, bởi vì bạn nói là ngay cả khi em lấy anh kết hôn với anh, em cũng chưa muốn có con bây giờ, tại vì em muốn tập trung lo cho sự nghiệp. Thì đó là chọn người của bạn, cho nên là bạn quyết định hết, và cái người bạn trai cũng phải nghe lời bạn. Thì tôi có đem cái thái độ đó, tôi cũng hỏi những nhân chứng khác là các bạn nghĩ thế nào. Thì tôi có hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến cho rằng là cái bạn gái đó tuy rằng là độc lập về công việc về này kia, dám cả cha mẹ đi vào tận Sài Gòn này nọ, nhưng mà về trinh tiết thì bạn ấy còn một quan niệm hơi cổ hủ, cho nên là bạn mới cấm bạn trai mình như thế. Thì đó là một luồng ý kiến. Nhưng mà luồng ý kiến thứ hai thì người ta cho rằng là thực ra bạn ấy rất mạnh mẽ và tự chủ, vì mặc dù biết rằng có phương tiện tránh thai, có này có nọ, nhưng mà không bao giờ nó an toàn 100% hết. Thành ra khi bạn đã quyết định là bạn chưa có con, thì bạn giữ cái quyết định đó, và bạn đủ mạnh mẽ để yêu cầu người bạn trai của mình phải tôn trọng quyết định đó của mình. Thì tôi có hai người ý kiến như thế, và tôi cho rằng cả hai người ý kiến đó các bạn đều có quyền nghĩ như thế, đó là quyền của các bạn, tôi không có đồng cảm gì cả. Thì đó tôi nêu một ví dụ, còn mỗi người sẽ lấy cái chọn người nào đó từ mình. Tôi chỉ lưu ý các bạn cái này thôi, đây là những điều của mình. Tất cả các bạn mà chủ trương tự do tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân gì đó, thì các bạn nên nói với tôi rằng là bởi vì tình dục và hôn nhân là hai chuyện khác nhau, và người ta hoàn toàn có thể tình dục mà không có thai nếu mình biết phương pháp khoa học, mình biết này biết kia biết nọ. Thế nhưng mà tôi là cũng đưa ra một điều kiện khác, cũng là điều kiện perfect,
là gì? Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì thống kê có đáng tin cậy là toàn có nguồn gốc, tôi có thể trích dẫn nguồn gốc luôn, thì Việt Nam là một trong 20 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất toàn cầu, và đặc biệt là phá thai ở tuổi vị thành niên rất nhỏ, 12 tuổi, 13 tuổi đã phá thai. Vậy thì cái chuyện tình dục ngoài hôn nhân nó có thực sự là hoàn toàn không có hại gì như các bạn nói hay không? Tôi chỉ muốn nêu câu hỏi như vậy thôi. Thành ra đối với tôi đó là tự do là làm cái gì mình muốn, nhưng mà làm cái gì mình muốn với một quyết định lý trí và luôn luôn chịu trách nhiệm về hậu quả hành vi của mình, chứ không phải mình tự do rồi mình không cần chịu trách nhiệm ha. Mình chịu trách nhiệm về hậu quả hành vi của mình. Và trong hoàn cảnh xã hội hiện đại đó thì ngay xã hội hồi xưa mà tôi đi qua cửa thấy con mình bò mà tôi vẫn chấp nhận như thường thì có sao đâu. Cho nên là xã hội ngày nay thì nếu các bạn đã quyết định không có con nhưng mà do tình dục các bạn có thai, các bạn lấy quyết định phá thai cũng là quyền của các bạn thôi, cơ thể của các bạn có quyền ha, nhưng mà nó là một sinh linh. Vậy thì các bạn có chấp nhận chấm dứt kết thúc cuộc sống của sinh linh đó, các bạn lấy cái quyền đó, các bạn chịu trách nhiệm đó à, vậy thôi. Thì nói chung là mọi điều mình làm mình đều chịu trách nhiệm, tự do luôn luôn nó đi liền với trách nhiệm. Chứ tự do mà vô trách nhiệm là không phải tự do, là tự tiện, không phải tự do. Khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái miền.